Ok. Lúc trước là muốn đi nhanh để mọi người hưởng thức, bây giờ đi chậm. Yên tâm. Nhìn thẳng vào máy này. Cười đây, chụp ảnh ngay. Cười, giơ tay. Giơ tay pin lên, đúng không? Mẹ phải giơ tay lên cùng con. Chị Tít giơ tay. Nhìn bố. Đúng rồi, nhìn bố mà. Rồi, xong rồi, xong.